Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em cũng quay một cái clip đơn giản về cái việc cái cây nó đẻ nối hoặc cái việc phát triển thân to nhỏ. Rất to, chắc khoảng phi mười mấy gì đó, đại loại vậy. Nhưng mà đại loại là nó phình 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 thân. Còn đây hôm nay em sẽ giới thiệu cái việc nó đẻ nối này. Nó hơi khó nhìn một chút. Đây, cây bên này, hai mầm bên kia đấy là rất là dễ nhìn, bởi vì nó đang đẻ nối đấy. Còn cái thân mẹ nó vẫn đang phát triển đây, nó không hề dừng ngọn, đang phát triển. Đây thân mẹ đấy. Dài quá đấy. Đại loại là cao quá. Đây xuống đây, thân nó khoảng mét mấy, nhưng em cho trồng dựng mà. Đây cái thân này đấy, đang phát triển rất dài, nhưng mà nó đẻ cái con đây, đấy, nó đẻ hình như ba con, ba cái con, đúng không? Đây một cây bên này, đây. Một cây đây và một cây đằng sau này và một cây đây là ba cây con tất cả, một thân để ba cây con. Thì cái việc đẻ nối này của nó khá hay cho những cây khỏe. Anh chị có thể chăm những cái cây đẻ nối này, nó có thể là nó sẽ lớn qua mùa đông với khí hậu miền Bắc, bởi vì nó khá là đơn giản, nên là em cũng chia sẻ để mọi người có thể trồng được như thế này rất là dễ thôi. Về cơ bản em muốn nói những yếu tố để nó đẻ nối này, tí em sẽ quay cả vườn để mọi người cùng xem. Nó có rất là nhiều trọng đẻ nối. Thứ nhất là phải nói đến là cái vấn đề là cây rất khỏe, cây to, anh chị có thể thấy nó dài mét mấy đấy ạ. Rất là dài và nó vẫn đu ngọn đấy, vẫn đu ngọn, không phải là dừng ngọn đâu. Nếu mà dừng ngọn mà đẻ là bình thường, bởi vì nó dừng ngọn sớm, nhưng những cái cây đu ngọn này đấy, nó vẫn đẻ bình thường, nó vẫn là cái cây đu ngọn đấy, mà nó đẻ mầm gốc, nó đẻ hai ba mầm mà nó đẻ luôn ra cả một cái nụ, trông nó hơi lạ. Thì đây là em nói về cái việc cây nó rất khỏe, tự nó sẽ đẻ, bản thân nó là như thế. Còn nếu như mà cái việc đẻ nối này mà anh chị thích đẻ nối ấy, với những cái cây mà nó quý hoặc là cây giá trị mà mọi người cần đẻ nối, thì cho một tầm nó dài tầm độ 40-50 cm có dễ ổn định là mình có thể đẻ nối rồi. Ví dụ như cây này, cái này là một cái cây đẻ ở đây, thì cây này nó là cây nhỏ nhất, cái này là cây nhỏ nhất đấy ạ. Đấy, à không phải, cái này để mà nói chuẩn thì nó phải là cái cây đây là một thân chọc từ năm ngoái này. Đấy, thân chọc, mọi người nhìn ạ, thân chọc nhá, thân chọc đây nó đẻ ra một cái mầm này. Nó hơi chật, nhìn hơi khó. Mọi người nhìn có thể là sẽ hơi khó đấy ạ. Đây là cái mầm nó đẻ ra năm nay, nó đang lớn này. Đấy, đây là cái mầm vẫn đang đua ngọn ở trên đấy nhá, anh chị nhá. Vẫn đua ngọn. Đấy, vẫn đua ngọn. Nó đã được đẻ từ cây này ra. Đây là hai mẹ con. Và đây là cái đời nó đẻ nối năm nay, nhưng nó đẻ sớm hơn rồi. Bây giờ đã dài như này rồi. Và bây giờ tiếp theo sau nó thì nó lại đang đẻ đôi ở dưới. Nó đẻ nối. Thì đấy là một cái sự đẻ hơi nhiều. Nhưng mà đây thì nó hình như là không được sử dụng thuốc đâu, bởi vì khi em dùng em sẽ biết mà. 90% mà không sử dụng thuốc nhưng nó vẫn đẻ nối. Thì cái việc đẻ nối của nó ở dưới gốc ấy thì nó bình thường các anh chị nhá. Cây nó khỏe và nó tự đẻ. Vậy thôi. Còn nếu như mà nó dài, ví dụ như cây này của em nó dài khoảng 60 này. Nó dài khoảng 60 thì anh chị có thể là cho nó đẻ, nó cũng rất là dễ. Đây là nó đẻ tự nhiên luôn. Có nghĩa là khi mà nó dài khoảng tầm độ 30 trở lên ấy, là bộ rễ đã ấm rồi, ấm chậu, thì anh chị có thể cho một tí thuốc để cho nó đẻ cũng được. Bởi vì nó đẻ nối này nó rất là vui. Có nghĩa là một năm thì mình có thể được hai thân. Đấy là một cái điều rất là vui. Và nó cũng rất là dễ thôi, không khó. Tí em sẽ đi quay thêm nhiều chậu đẻ nối tự nhiên để mọi người cùng xem. Còn nếu như mà không thích ấy, thì có nghĩa cây của anh chị mà nó không tự nhiên ấy, thì anh chị có thể là dùng một chút thuốc kích thích để cho nó nảy mầm, ví dụ như các loại thuốc kiki. Đấy, đã gọi là kiki thì chắc chắn là nó sẽ lên mầm rồi. Còn nếu mà anh chị mà mua thuốc kiki mà không lên mầm ấy, thì chắc chắn là thuốc nó bị đẻ rồi. Đấy. Còn những cái cây mà nó yếu ấy, tốt nhất là không nên để cho nó lên mầm làm gì cả. Cứ để cho nó phát triển bình thường như này thôi. Đấy, những cái kiki năm đầu của em nó dài khoảng 20 cm. Nó vẫn cứ kệ kệ nó thôi. Không nên cho nó đẻ làm gì cả. Kiểu như cái quý.
Bởi vì em có rất là nhiều quy, đây cây cây năm nhất này nó cũng dài khoảng 40, 450, rất khỏe. Đây như cây cây này là cũng là cây năm nhất này. Đây này. Cây năm nhất nhưng mà nó bị tù đầu sớm. Đấy, tù đầu rất sớm và nó đã để nối. Để nối dầu ổn định rồi. Thì tiếp theo thì em sẽ nói về cái vấn đề, hôm nay em sẽ nói chủ đề cả song song cả hai cái vấn đề, một là để nối, hai là cái là dạng là thân nù mà mọi người hay gọi ấy, thân rụt gì đấy. Thì ở bên Lào hay bên bên Lào hôm nọ em nói rồi, bên Lào người ta trồng rất tốt, học vĩ nó thân nù hoặc trầm trước thân nù. Mọi người mua những cái cây đấy cứ chăm tốt là thân sẽ nù thôi, không quan trọng thôi. Chăm tốt với nhiều nắng. Còn để mà những cái cây mà thân nù ấy, thì tất cả là do nuôi là chủ yếu. Thì đây để em quay về cái vế đằng này. Đằng này nó nhiều cây và nó rất là dài. Cây nó tốt cây này đu ngọn từ năm ngoái nó vẫn dài. Tiếp theo thì em sẽ đưa anh chị đến những cái thân đây. Gọi là thân nó khá là to nhưng mà nó có nghĩa là nó to rồi ấy. Mùa này là nó phình rồi bởi vì là đa phần nhiều cây là nó đã dừng rồi. Thì để em xem cái cây nào mà nó vừa tù vừa to mà lại đẻ nhiều mầm gốc nữa và trồng tự nhiên nữa anh chị nhá. Mấu chốt là em trồng mấy cái cây này đều là tự nhiên cả. Đây ví dụ như cái giò này khá to này, và em nhìn thấy cái mầm gốc trên rất là nhiều này. Đây này. Đấy, mầm gốc trên giò này khá to và nó mầm gốc trên rất là nhiều, anh chị có thể nhìn thấy không ạ. Đây thân nó cũng, thân lá cũng rất là đẹp, thân lá tạm được, tạm ổn. Thì đây em sẽ nhấc xuống để mọi người cùng xem cái việc nó đẻ nối ở gốc đây. Đấy, chắc chắn là có đẻ nối mà trồng tự nhiên luôn. Có nghĩa là cây nó rất khỏe rồi. Anh chị có thể thấy không ạ? Hai mầm tím đang đẻ tự nhiên. Còn cái việc thân lá tím này nó chỉ là cây phi điệp tím bình thường anh chị nhá. Nó không có một cái giá trị gì ghê gớm cả. Nó chỉ là phi điệp tím bình thường, thân tím hay là thân trắng thì nó cũng chỉ là phi điệp tím bình thường. Nó không có giá trị gì cả. Nhưng cái việc đây là cứ trồng tốt là nó đẻ nối. Anh chị nhá. Trồng tốt là đẻ nối. Còn tất cả những cái cây mà thân lá tím hay các thứ thì nó cũng chỉ ra phi điệp tím thôi, thì nó cũng chỉ giá trị như phi điệp tím bình thường đó. Đây cũng là một giò đẻ nối này. Có một cái giò ở đây nó đẻ bú xua này thì chắc là nhiều quá rồi, em cũng không thể giới thiệu với anh chị được. Nhưng nó có rất là nhiều giò mà rất là to mà nó đẻ nối. Bởi vì về cơ bản em muốn nói đến là cái việc là cây nó tốt rồi ấy, nó khỏe, nó to. Đây như cây này chắc chắn là đang đẻ nối tùm lum rất là nhiều, to kích khủng khiếp. Cây này mà chụp thì nó rất là ghê gớm, rất là to. Những cái giò trong này rất là to. Về cơ bản ấy thì mình cứ trồng thuần tầm 2-3 năm mà nó to, nó đẻ bú xua này. Đấy, anh chị thấy không ạ? To kích khủng khiếp. Nó đẻ bú xua bởi vì nó đẻ nhiều, nó khỏe mà. Khỏe nó đẻ rất nhiều. Nó đẻ rất nhiều. Thì cái việc đẻ nối ngọn hay là nối ngọn hoặc là cái loại đẻ mầm gốc ấy, đẻ năm 2 ấy, nó nhiều lắm. Nó tất cả là một phần là mình do mình chăm. Đây cái cây đây. Đây nó cũng là cái cây nối ngọn này. Mầm năm nay đây. Đây là mầm năm nay đây. Mầm của nó đấy. Mầm của nó đây thì nó vẫn đang phát triển anh chị nhá. Đấy, nó vẫn đang phát triển. Có nghĩa là mình cứ trồng thật tốt thì nó tự nó sẽ đẻ mầm gốc. Tự đẻ mầm gốc để nó đẻ nhiều. Và đây có những cái giò lan ở nhà em, bởi vì nhà em rất là chật ở Hà Nội mà. Vườn thì nó chỉ được tầm độ hơn 2.000 thôi. Nhưng mà nó nhiều cây ấy. Nhiều cây quá nên là nó chật, nó không thực sự là để chúng ta ngắm được những cái giò lan đẹp. Còn nếu mà vườn chật ý, mà mình nuôi được tốt này thì nó là một cái điều rất là đáng quý. Còn với những cái vườn mà nó quá lớn thì đương nhiên là nó phải tốt rồi. Vườn nó rộng đấy, cái giò này nhìn đằng sau nó xanh tốt ấy, thì có nghĩa là em muốn nói là cái vấn đề là nó tốt như thế này thì nó sẽ tự đẻ mầm gốc. Hoặc nếu như không ấy, nó của anh chị mà nó không tự đẻ ấy, thì anh chị cứ gọi là phun cho nó một tí kích thích rồi nó đẻ ngay ấy mà. Chả có gì cả, nó đẻ nhanh lắm. Đây. Cái này lá đẹp phết này. Nó dạng lá đẹp đấy, nôm na nó gọi là dạng lá đẹp thôi chứ còn thì với em thì nó cũng chỉ là phi điệp tím ấy. Đấy. Ví dụ thế. Nhưng mà thân nó bây giờ nó thân nù rất to rồi. Thân này rất là to rồi anh chị nhá. Này gọi là dạng lá nhỏ trông nó cũng vui vui. Nó chưa gọi là mít rồi, lá mít là hồi xưa gọi là tròn như lá mít thì mới gọi là mít. Còn không đây nó chỉ là lá bình thường, điệp tím. Đấy. Anh chị thấy không ạ? Thân lá khá đẹp. Thì về sau đây thì nó cũng có nhiều cây thân lá đẹp như thế ở đây. Thân lá nó cũng rất là to. Nhưng mà để mà nói là cái thân to này, thân nù lá như cái kiểu này thì là nó phụ thuộc vào cái việc là giờ nó cuối năm.
cuối năm nó phình to. Đây chị thấy cái giò này các bạn. Đấy, cái giò lông ngông này. Thân rất là bự và kinh khủng luôn. Rất to. Mấu chốt là phải chăm được thì chăm về sau cuối năm ấy. Khi mà cái dịp mà nó đây, cái này vẫn còn đang đi gọn này. Mà nó đã phình to này. Đấy. Thì nếu như mà cuối năm mà nó dừng ngọn này luôn ấy, dừng ngọn mà anh chị chăm ấy, thì nó sẽ to hơn này rất là nhiều. Đây là thân mẹ nó ra nhiều kỳ và em đã vặt kỳ đi rồi nhá. Nó còn to như này. Thì cái lúc mà nó tù đầu xong thì vẫn chăm bình thường thì nó sẽ rất là to. Đấy, về cơ bản là nó tù đầu rồi chúng ta vẫn phải chăm để cho nó to, mập. Thì đấy là về nguyên lý của cái bản thân cái cây, cây nào nó cũng thế. Chị thấy những cái giò rất to. Với cái điều kiện chật mà chúng ta có thể chăm được những giò to này thì đấy nó mới là cái đáng quý. Còn một số vườn lan anh chị mà vườn rất là rộng mà chỉ có 5-7 giò to thôi thì em thấy là chăm thấy là bình thường. Đấy, mọi người nên nhìn nhận những cái vườn mà nó phải nhỏ mà vẫn chăm được tốt ấy. Vì đấy là thực sự là những cái vườn người ta chăm tốt. Còn những cái vườn to thì chắc chắn là nó phải chăm tốt rồi. Bởi vì nó điều kiện nó thoáng gió, đủ nắng thì không có lý do gì cả. Thân nù, thân to, mập thì nó cũng như nhau hết. Mấu chốt là chúng ta phải chăm được. Còn không chăm được thì nó là một điều rất khó. Đây là rất là nhiều cây nhà em đang trong mùa xanh tốt. Thì anh chị nào mà muốn mua bán cái gì thì có thể đến tận nơi được thì tốt. Bởi vì những cái giò này nó quá khổ, quá to nên là em không chia sẻ và gửi được. Còn gửi thì anh chị nào gần em chỉ có thể gửi xe thôi. Ví dụ như những cái giò này. Đấy. Ví dụ nó phi hợp tím, những cái giò thân lá đẹp như này là rất là nhiều. Anh chị có thể đến xem và tham khảo, chúng ta có thể mua giao lưu. Đấy, nó có nhiều đấy. Cây này rất là to, toàn mét mấy, thân to đùng. Cây tốt đùng. Thì về cơ bản chúng ta phải chăm được. Còn mấu chốt của tất cả cái việc thân nù, lá nhựa hay là lá dày các thứ thì nó cũng chỉ là phi điệp tím thôi. Nhưng về cơ bản ấy, có cái dòng em vẫn nói là cái dòng mít ấy. Cái dòng lá mít là nó hơi khác gen một chút. Cái dòng đấy là dòng lá tròn. Và những cái dòng này thì chúng ta chăm được thân lá cây nó rất là tốt. Đây nó chật quá, không nào quay được. Hôm nào chắc là phải giãn ra làm quay một buổi thì nó ok hơn. Còn đây thì nó giò nào nó cũng tốt như này. Đấy, có giò này em dựng lên thì nó rất to. Đấy thì mọi người cùng tham khảo. Và cái việc thân nù lá nhựa hay các thứ thì mọi người cũng đấy, hạn chế đây. Như cái này lá rất dày. Thân to lá dày. Người ta hay gọi thân nù lá nhựa hay gì. Thì em cũng chẳng quan trọng. Những việc này thân lá bình thường. Quan trọng là chăm tốt. Cây to hết. Cây to lá đẹp hết. Mọi người cố gắng chăm những vườn lan này mình cho tốt. Còn nếu như mà anh chị mà chăm mà nó chưa được tốt ý, mà cần tư vấn gì có thể liên hệ em. Thì em sẽ tư vấn đến anh chị để anh chị chăm được những cái giò lan đẹp và tốt, phát triển và tốt như này. Nhưng còn thì cái việc đó chính là nhà chật ý, thì lên treo bớt ra cho thoáng hoặc trồng đơn giản thôi. Cho thoáng, mỗi chốt là phải thoáng nó mới tốt được. Đây trên kia nóc lưới của nhà em 6m thôi. Còn treo chỉ tầm 3m thôi. Đấy, thì có nghĩa là nó cao thoáng ở trên rồi thì cây nó sẽ tốt mặc dù chật. Còn anh chị nào mà chờ điều kiện không có khả năng là để mà mình trồng như thế thì mình có thể là làm việc cách khác. Đấy, thì anh chị cứ tham khảo. Có gì tư vấn thì nhắn tin với em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào.